Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong hôm qua và nhiều khả năng là không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, nhưng gián tiếp sẽ tác động đến thời tiết nước ta, khiến cho mưa xuất hiện nhiều tại các tỉnh thành, đặc biệt là tại hai đầu đất nước. Cụ thể, tại miền Bắc, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ, nên từ nay đến ngày 24 tháng 7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 150mm cả đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo như là Cô Tô, Bạch Long Vĩ thì có mưa rất to, với lượng là từ 100 đến 250mm cả đợt, có nơi trên 250mm. Còn các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị thì mưa cũng sẽ gia tăng từ đêm nay đến ngày 25 tháng 7. Do có mưa nên thời tiết duy trì mát mẻ, phổ biến ở dưới ngưỡng 33 độ vào trưa chiều. Những nơi mưa nhiều thì nhiệt độ còn thấp hơn. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ thì mưa xuất hiện muộn nên nhiệt độ có thể dao động ở ngưỡng là từ 32 đến 35 độ. Với các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa dao động ở mức là từ 20 đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét biển động. Ngoài ra, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, trong hôm nay, mưa có khả năng xảy ra bất chợt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tập trung ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, nên quý vị chú ý để có kế hoạch sinh hoạt hợp lý.